chiều nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng viên Trường Chính trị 4 tỉnh là Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Ninh Bình. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau 4 tháng học tập, 62 học viên đã hoàn thành nội dung chương trình với 37 tác phẩm, 6 chuyên đề trên lớp và nhiều tác phẩm nghiên cứu ở nhà. Các học viên đã hoàn thành việc viết 27 bút ký tác phẩm, 4 tiểu luận chuyên đề và 1 tiểu luận cuối khóa. Trong chương trình, học viên được những chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu và giảng dạy kinh điển Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn trao đổi giảng dạy, giúp học viên thu nhận nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về nội dung của những tác phẩm kinh điển, ý nghĩa giá trị định hướng, giá trị nền tảng tư tưởng của những tác phẩm đó trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học ở hệ thống học viện và các trường chính trị thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó, có sự vận dụng vào thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.